Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bước Ngoặt Cuộc Đời và tôi là diễn giả Phan Đăng. Thưa quý vị, những hình ảnh mở đầu chương trình ngày hôm nay không phải để gợi lại nỗi đau về vụ cháy chung cư ở phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, mà để chúng tôi nói về một người có thể coi như một người hùng trong vụ cháy chung cư mini đó. Với sự xuất hiện kịp thời của anh và các cộng sự của mình, rất nhiều nạn nhân trong vụ cháy chung cư đã được cứu khỏi bàn tay tử thần trong gang tấc. Anh là Phạm Quốc Việt, 36 tuổi, đội trưởng hỗ trợ sơ cứu FAS Angel. Và với hành động cứu người của anh thì anh đã được Chủ tịch nước tặng bằng khen. Xin trân trọng giới thiệu khách mời của chúng ta ngày hôm nay, đó là anh Phạm Quốc Việt. Xin chào anh. Xin chào quý vị khán giả. Hôm nay thì anh Phạm Quốc Việt đến trường quay với một trang phục đúng là mình. Vâng. Đúng không ạ? Vâng. Một chiếc áo cứu hộ. Vâng. Và có lẽ là lần đầu tiên có một người ở trong chương trình Bước Ngoặt Cuộc Đời mặc một chiếc áo đặc biệt như vậy. Vâng. Anh có thể nói gì về nó, về chiếc áo này? À, đây là đồng phục của tôi, cũng là trang phục mà tôi hay mặc thường ngày trên cái con đường mà đi giúp đỡ những người bị nạn. Và cứ khoảng bất cứ một ngày nào, giờ nào trong ngày thì tôi luôn luôn sẵn sàng nhận được tin tai nạn hay là tin cần hỗ trợ ở các nơi. Và cái áo đồng phục này cũng là một trong những cái mà trong suốt 4 năm qua nó đã gắn liền với người dân thủ đô và một số các tỉnh thành khác. Nó giống như là một chiếc áo bảo hộ cho chính chúng tôi. Và nó cũng là một trong những cái, nó giống như là một tật, được tôi gọi là nó giống như một cái tấm khiên vậy. Vì khi có nó, mọi người ở hiện trường trong cái khung cảnh hỗn độn thì đều có thể nhận ra đây là một trong những lực lượng của đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel. Và họ đã phối hợp cũng như nghe theo để làm sao đó cùng với lại những cái bạn tình nguyện viên hay là thành viên của FAS Angel là hỗ trợ nạn nhân một cách hiệu quả nhất. Trong những hoàn cảnh éo le nhất, bị tai nạn giao thông, chỉ cần ai đó giúp mình thôi đã là điều quý báu lắm rồi. Con người mà ngừng thở chỉ có 4 phút 37 giây để cứu. Việt đã xây dựng nên một cái đội Angel và giúp đỡ cho những người bị nạn ở trên đường. Mình đã từng bị bỏ rơi một lần. Khi mà mình nằm 15 phút ở đó và có rất là nhiều xe cộ đi qua, nhưng người ta có nhiều cái nỗi sợ trong lòng và họ không dừng lại. Và cuối cùng là có một người dừng lại. Sau khi rời viện, mình đã quyết định rằng là lan tỏa cái sự mang ơn đó bằng một cách, đó là giúp được nhiều người khác. Cũng với những chiếc áo này, vâng, đội cứu hộ của anh đã vào chung cư mini ở Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội, đúng không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Và bây giờ thì câu chuyện qua rồi, nhưng mà nghĩ lại thì điều gì đọng lại trong anh, thậm chí là ám ảnh anh nhiều nhất? Cá nhân tôi là một trong những 5 người đầu tiên được sự cho phép của lực lượng phòng cháy chữa cháy. Tôi và 4 đồng chí lực lượng phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ đi tìm và tìm kiếm cũng như là trinh sát đầu tiên sau khi mà ngọn lửa tạm thời được khống chế. Chính vì thế nên tôi đã cùng các anh em chứng kiến rất nhiều những cái hình ảnh thảm thương của vụ cháy, cũng như là những người còn đang thoi thóp sống. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức có thể và nhánh của tôi đã đưa xuống được 12 người. Có những người là trực tiếp tôi làm CPR cho họ. CPR tức là hồi sinh tim phổi. Hồi sinh, đúng không? Hô hấp nhân tạo. Vâng. Hô hấp nhân tạo. Và phần đa những người trong vụ cháy thì đa số là họ bị ngạt khói, ngạt khí và họ ngưng thở, ngưng tuần hoàn. Trong đó không chỉ riêng là nhiều người lớn, thậm chí có cả những bạn sinh viên hay những ông bà lớn tuổi, mà trong đó có cả những trẻ em nữa. Đó là những cái mà hình ảnh mà gần như là bản thân tôi đã không thể nào quên trong suốt gần 3 tháng qua. Tất cả những hình ảnh đau thương của cái vụ cháy đó, gần như mỗi ngày tôi gạt đi bằng cái điều tích cực là tôi đã cứu sống được 12 người. Chỉ đơn giản như thế để cố gắng quên đi những hình ảnh
của vụ cháy chung cư mini. Và trong thời gian cách đây khoảng 2 tuần thì tâm lý của tôi đã trở lại bình thường. Từ trước đến nay hơn 17.000 vụ tai nạn giao thông từ năm 2017 đến giờ. Tôi trực tiếp tham gia, trực tiếp điều khiển anh chị em cũng như là lãnh đạo anh chị em ở hiện trường. 2 tuần trước đây thì anh mới có thể trở về với cái trạng thái tâm lý bình thường. Tức là sau cái vụ đó, khi mà tham gia công tác cứu hộ ở đó, thì anh Việt cũng bị những vấn đề về tâm lý. Vấn đề tâm lý thứ nhất của tôi đó là tôi không an tâm giao bất cứ một công việc nào về ban đêm cho những anh chị em khác. Mặc dù các anh chị em đó đã đồng hành với tôi trong suốt 3 năm, thậm chí có người 4 năm rồi. Dạ. Và trình độ chuyên môn của họ cũng rất là cao. Thế nhưng mà tôi, sau vụ Khương Hạ, tôi gần như là tôi không cảm thấy an tâm. Nhiều khi tôi đi nhận giải thưởng từ các cái chương trình khác, tôi phải đi vào Sài Gòn chẳng hạn. Dạ. Tôi chỉ muốn làm sao đó thật là nhanh để làm sao mình có thể về đi trực cùng với mọi người. Nếu như sự việc nào đó không may nó xảy ra như Khương Hạ thì tôi mà không có mặt ở đó là tôi cảm thấy rất là lo lắng. Thế thì cái tâm lý của tôi là đa số là tôi lo rằng là nếu như mình không có ở đó, sợ rằng anh em sẽ không được an toàn khi mà họ thao tác, hay là sợ rằng họ làm quá vội thì sẽ ảnh hưởng xấu đến nạn nhân, rồi là sợ rằng thế nọ, sợ rằng khi... Cụ thể là ở trong cái vụ cháy ở Khương Hạ đó thì đội của anh Việt đó, có bao nhiêu người tổng cộng vào đó và có ai bị thương, có ai bị ám ảnh tâm lý đến tận bây giờ vẫn phải đối diện với những điều đó hay không ạ? Về phần đa thì chúng tôi có 21 người tổng cộng, có cả tôi là 21 người trực tiếp tham gia vào công tác cứu nạn cứu hộ từ lúc 1:30 sáng cho đến tận 7:30. Thì về phần đa các bạn không cảm nhận được hết, do rằng là khi lúc mà tôi và một vài anh em cứng hơn đấy là sẽ quấn bọc lại những thi thể của nạn nhân xấu số và quấn vào chăn hết rồi, cho nên mọi người chỉ việc khiêng đi thôi, mọi người cũng không để ý được nhiều lắm về việc đó. Còn những người ví dụ như là như tôi thì tôi trực tiếp là ghé vào tai nạn nhân, tôi nói rằng là hãy buông bỏ một chút, hãy bỏ tay nhau ra. Tức là những người mà họ đã tử nạn, họ đang ôm lấy nhau chẳng hạn, tôi nói là hãy bỏ tay nhau ra đi, tôi sẽ đưa các bạn xuống. Thì gần như tôi cảm giác như kiểu là họ, tôi vẫn coi họ như là họ đang còn sống, và rồi là họ đã kiểu là tay họ sẽ mềm hơn, và rồi là lúc đó tôi mới gói từng người. Thật ra lúc đấy là mình gỡ họ khỏi nhau. Đúng rồi. Sau đó mình mới cuộn từng người lại, đúng không ạ? Chính xác ạ. Và gần như là các anh chị em thì sẽ không chứng kiến được những các cái lúc mà tôi nói với những người như thế. Đa số là mọi người chỉ khiêng xuống và mọi người chỉ biết rằng là anh Việt đã tách những thi thể ra và rồi là đưa xuống, thế thôi. Nhưng mà trong nhóm của anh thì 12 người đó có ai bị thương hoặc là bị ám ảnh tâm lý không ạ? 20 người còn lại, 20 người còn lại thì... À, 20 người còn lại. 20 người còn lại thì cũng có một đôi chút, có một số người sao động về chút tâm lý, là họ cảm thấy họ buồn bã rồi. Họ không... Đã có những người nghỉ, có sau những vụ cháy là đã có những người nghỉ và họ đã nói với tôi rằng là họ không phải là họ sợ mà họ chỉ có điều rằng là họ không muốn chứng kiến nữa. Thì tôi cũng động viên họ, nói là nếu như không muốn chứng kiến nữa thì việc đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là lan tỏa được cái kỹ năng ra cho mọi người, chứ không phải là làm một hành động là em không muốn chứng kiến việc đó thì em sẽ nghỉ. Thế rồi là họ vẫn cứ nghỉ thì tôi cũng đồng ý thôi, bởi vì dù sao họ cũng đã cố gắng rất nhiều trong việc đó. Có thể là họ chưa nhận ra rằng họ đang bị ám ảnh tâm lý bởi vì các hình ảnh ở hiện trường, nhưng rồi một ngày đó họ nhận ra thì họ cũng có thể quay trở lại với tôi. Dạ. Thật ra thì nghe anh Việt kể về cảnh những người mất ấy, họ ôm nhau ấy, ví dụ như là mẹ ôm con này hoặc là vợ ôm chồng này, mà anh phải gỡ ra đó, là ngay cả chúng tôi, và chúng tôi tin là cả khán giả nữa, cũng rất là xúc động. Và chúng tôi hiểu là công việc của anh lúc đó trong đám cháy đó thật sự là rất mạo hiểm. Thế thì trở lại là cái điều gì đã thôi thúc anh làm công tác cứu hộ, rồi sau đó lại lập cả một đội nhóm cứu hộ như bây giờ? Năm 2016 thì tôi là người bị tai nạn và tôi bị bỏ rơi tại hiện trường. Trong suốt cái cơn mưa tháng 11 năm 2016 đó, năm 2016 đó là tôi cảm nhận rất rõ là mình bị bỏ rơi là như thế. Anh có thể kể cụ thể về cái lần bị bỏ rơi đó được không? Tôi đang đi bộ về
trên cái đường đấy cũng rất là tối, thì có một cái cô bé với đi, cô ấy mặc áo mưa nhưng cô ấy lại trùm trên một cái trùm đèn pha bằng một chiếc áo mưa đó, nó rất là tối, cô ấy không nhìn thấy gì. Yeah. Nhưng cô ấy đi rất là nhanh lại để tránh mưa nữa. Yeah. Thế rồi là cô ấy đã không để ý, cô ấy đã đâm vào tôi. Và khi mà cô ấy đâm vào tôi xong thì cô ấy cũng bất tỉnh hoàn toàn, chỉ có tôi chắc bất tỉnh khoảng năm mười phút. Lúc đó là anh đang đi bộ. Đúng rồi. Còn cô đó đi xe máy. Đi xe máy. Dạ. Thế thì tôi mới nằm đó thì tôi muốn đứng dậy. Tôi muốn đứng dậy nhưng tôi không thể đứng dậy được. Tôi chỉ cử động được cái cổ của mình thôi. Tôi quay đi quay lại thì tôi nhìn thấy người đâm vào tôi đã nằm bất tỉnh hoàn toàn rồi. Tôi chỉ lo lắng một điều rằng là nếu như ai đó mà cũng không để ý như cô ấy đâm vào chúng tôi một lần nữa thì chắc chắn là một trong hai người chúng tôi sẽ chết, hoặc cả hai đều chết. Thì tôi cũng nhìn rất là xa, bởi vì nó là một con đường khá là thẳng, thì tôi cứ nhìn xa thì tôi cứ nhìn thấy các cái xe tải người ta đi từ trên cầu xuống. Tôi cũng lo lắng là nếu như mà những chiếc xe tải là đi trong cơn mưa như thế này mà họ đi nhanh nữa, họ sẽ đâm vào chúng tôi. Thì tôi đành phải nằm cầu nguyện. Tôi chỉ mong rằng là hãy lái đi, hãy lái ra một hướng khác. Bởi vì trước khi đến chỗ chúng tôi thì phải trải qua hai cái ngã tư. Và rồi là cũng giống như ơn trên đã nhận được lời cầu nguyện của tôi, và những chiếc xe tải đấy vẫn chưa lao xuống đến tận vị trí của tôi nằm. Thế rồi là tôi đã chứng kiến rằng là có nhiều người đi xe máy, họ đi một mình. Họ đi qua họ chỉ có hô lên ba từ, ví dụ như ôi sợ quá, thế là họ lại quay đầu xe hoặc họ phóng vượt qua. Họ đã không dừng lại để giúp đỡ chúng tôi. Lúc đó tôi đã hận thù. Chính xác lúc đó tôi đã hận thù họ. Tôi đã cho rằng là tại sao con người ích kỷ như vậy, tại sao thấy chúng tôi như thế lại không cứu, và đủ mọi câu hỏi tại sao. Thế nhưng bản thân tôi, sau khi tôi tự trấn an mình thì tôi mới nhắm mắt lại khoảng 20 giây. Tôi nói rằng là thay vì mình đứng ở vị trí của mình, hãy đứng từ vị trí của họ xem tại sao họ lại không dám cứu mình. Và rồi tôi đã nhận ra đó là họ sợ bị đổ oan, họ sợ bị liên lụy, và họ sợ rằng là chúng tôi đã chết rồi thì không ai làm chứng cho họ khi họ cứu chúng tôi. Hoặc là đôi khi đó có những người họ yêu bóng vía. Dạ. Họ nhìn thấy những người nằm đấy và máu loang ra đúng ở rồi. Đường có thể họ cũng sợ hãi nữa. Đúng rồi. Đúng không ạ? Dạ. À. Thế rồi là một phần khác nữa họ cũng sợ rằng là bởi vì bản thân họ không có kỹ năng gì. Đúng rồi. Thì dạ. Họ cũng không thể giúp được ai cả. Thế rồi là họ cứ phóng vụt qua như vậy. Thì tôi đã hiểu rằng là họ sợ cái gì. Thì lúc đó tôi nói rằng việc đầu tiên mình phải tự cứu lấy mình bằng một hình thức là báo cho họ biết mình còn sống. Và rồi tôi đã nén tất cả những cơn đau, dùng cái ý chí của bản thân để giơ được cái cánh tay phải lên, báo hiệu mình còn sống và cần được giúp đỡ. Rồi mới có một người dừng lại. Họ đã giúp đỡ tôi. Tôi đã hướng dẫn cho họ, bởi vì họ cũng là một người con gái, nên tôi đã phải trấn an tinh thần họ và nói rằng là hãy làm theo tất cả những gì tôi hướng dẫn, bởi vì đây là cái kinh nghiệm của tôi. Hãy tin tôi. Thì bạn ấy làm dựng xe nên bảo vệ hiện trường, báo hiệu có một vụ tai nạn đang ở phía trước này, để cho các cái xe mà đang đi đến họ sẽ biết tránh ra. Đấy, họ sẽ đấy. Tránh hoặc là họ sẽ dừng lại. Thế thôi nào, tôi hướng dẫn rằng là tìm cô kia, kiểm tra cô ấy còn thở không, tìm xem điện thoại để liên lạc với cô người nhà cô ấy, đưa cô ấy vào viện trước đi, anh sẽ tự lo được. Thế sau rồi là tôi thấy người nhà cô ấy đến đón. Tôi cũng đã học được một bài học từ người nhà lúc đấy đến đón, rằng là không cần biết rằng là con tôi đúng hay con tôi sai, để tôi cần biết là tôi đưa con tôi đi viện, ông kia kệ. Và tôi đã bị bỏ rơi lần thứ hai. Và nhìn cái cảnh đó lúc đấy là mình rất là xót xa, tự mình đau. Chính đúng xác không? Là như vậy. Dạ. Giá như tôi không bị phân biệt. Dạ. Lúc đó đúng không? Tôi là bị phân biệt giống như một người ngoài chứ không. Dạ. Phải là một nạn nhân. Thì tôi đã bị bỏ rơi lần thứ hai, cho đến khi lực lượng công an phường đến thì bảo là người này cũng phải được đi cấp cứu. Thế là họ bế tôi lên xe phường, đặt tôi lên chiếc xe chiếc thùng phía sau cái xe phường và chạy vào viện tỉnh để cấp cứu. Thì khi vào đến viện thì tôi chỉ nhìn thấy chữ phòng cấp cứu là tôi đã yên tâm, mà lúc đó là tôi nhắm mắt lại để nghỉ ngơi. Hơn 3 ngày sau thì tôi tỉnh, và việc đầu tiên mà tôi làm đó chính là đi thăm cái người mà đã đâm vào tôi. Cô ấy còn chưa tỉnh. Lúc đó người nhà của cô ấy cho rằng là tôi sang để đòi bồi thường. Tôi nói rằng là cháu không cần những số tiền đó, cháu chỉ cần rằng là bạn ấy tỉnh lại là được. Và rồi cháu muốn bạn ấy kể cho cháu nghe rằng là bạn ấy đã mơ thấy gì trong lúc bạn ngủ. Thế rồi cũng gần một tháng sau cô ấy tỉnh lại thì
bây giờ hình như là cô ấy cũng tình trạng không được ổn định lắm. Thế nhưng mà tôi rất là may mắn vì hôm đó tôi đã không uống rượu, không sử dụng rượu bia và chất kích thích, cho nên là cái bị chấn thương sọ não của tôi đã trở thành mức nhẹ hơn rất nhiều. Và cũng chính từ cái suy nghĩ đó tôi đã biết rằng là bị bỏ rơi thật sự nó khủng khiếp thế nào. Và rồi là tôi mới đúc rút ra một kinh nghiệm rằng là con người chúng ta sợ chết không phải là sự sợ nhất, mà sợ nhất là mình bị bỏ rơi. Thế là từ đó đi tôi về, tôi mới nung nấu một ý định là tôi sẽ rời bỏ cái khu vực tỉnh đó, tôi sẽ trở lại Hà Nội. Bởi vì đó là tỉnh nào ạ? Ở Tuyên Quang. Dạ. Chúng ta cần phải có phổ cập cho những người bên cạnh chúng ta, đôi khi họ không phải là bác sĩ đâu, họ cũng không phải là y sĩ, nhưng họ có một chút kỹ năng, họ biết trước được là cái biểu hiện này hay là cái vết thương này sẽ xử lý thế nào, thì họ có thể giúp được chúng ta. Thế là tôi mới đi tìm hiểu, tôi về Hà Nội thì tôi đi tìm các tổ chức để học về sơ cấp cứu và kỹ năng sinh tồn, rồi là gắn kết lại được các kỹ năng từ thời mà tôi làm học hạ sĩ quan ở trong quân đội nữa, về xử lý các vết thương ở chiến trường. Thì sau đó là tôi đã đúc kết lại với nhau và tôi đã sử dụng một cái khả năng khác, đó là khả năng về lãnh đạo của mình ở ngoài hiện trường. Sau đó tôi mới tổ chức nên đội hỗ trợ sơ cứu. Như vậy là anh làm cái công tác hỗ trợ sơ cứu trước vài năm. Vâng. Sau đó anh mới làm một cái đội. Dạ. Vài năm đó thì anh làm cho đội nào hay là anh làm cá nhân, tư nhân? Dạ. Vào thời điểm đó thì tôi vừa đi làm cho một công ty truyền thông. Xong rồi ban ngày thì buổi tối tôi sẽ đi chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập, nhưng mà cũng là cái lúc mà tôi có thể tìm được nhiều người bị nạn nhất. Thì lúc đó tôi chỉ là một mình, độc lập hoàn toàn, không mặc màu áo của ai cả. Tức là lúc đó anh cứ đi lang thang trên đường phố thôi. Đúng rồi. Để xem có ai mà bị tai nạn, bị bỏ rơi giống như mình ngày trước. Dạ. Thì mình sẽ cứu. Tôi lúc tôi là một mình thì có một khoảng thời gian là tôi tự cam kết với mình rằng là cứ 21:30 dù tôi có kiếm tiền được nhiều hay kiếm tiền được ít, tôi sẽ dành khoảng thời gian đến 1 giờ sáng cho người bị nạn. Và trong suốt quá trình từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 9 năm 2019, tôi làm công việc một mình và không có bất cứ một anh em nào đồng hành cùng cả. Có rất nhiều người tìm đến tôi khi mà họ thấy tôi sơ cứu cho một người nào đó trên đường, họ nói là dạy cho em với. Tôi đều từ chối, tôi nói rằng là hãy chờ anh, bởi vì bây giờ anh chưa đủ khả năng để hướng dẫn cho mọi người về tất cả mọi thứ xử lý tình huống ở hiện trường. Cho nên nếu mà em tin anh thì hãy chờ anh không bỏ cuộc đâu. Vâng. Thế rồi là cũng tháng 9 năm 2019 thì 5 người đó đã tìm đến tôi và tôi tuyên bố là tôi sẽ thành lập ra một đội chuyên về sơ cấp cứu để hỗ trợ cho những người bị nạn trên đường. Thế rồi dần dần thì có nhiều người đến hơn. Và đến bây giờ con số đội viên của tôi lên tới 150 người. 150 người ở Hà Nội, đúng không ạ? Như vậy là từ câu chuyện mà mình bị bỏ rơi, cuối cùng thì anh đã quyết định là mình phải đi làm công tác cứu hộ để cho càng ít người bị bỏ rơi thì càng tốt. Đúng rồi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ xem một phóng sự nói về công việc hiện tại của anh Phạm Quốc Việt. Mười hai giờ đêm, khi cả thành phố đang chìm vào giấc ngủ, đó cũng là lúc đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel xuống đường giúp những người gặp tai nạn. Cuộc gọi tới. 7 phút sau, các thành viên đã có mặt tại hiện trường. Tất cả những ca sơ cứu thế này đều hoàn toàn miễn phí. Mới đây, trong vụ hỏa hoạn thảm khốc xảy ra tại chung cư mini trên địa bàn quận Thanh Xuân khiến 56 người tử vong, hơn 20 thành viên của FAS Angel cùng đội trưởng Phạm Quốc Việt đã có mặt, tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác ứng cứu. Tại hiện trường, đội đã may mắn cứu sống 12 nạn nhân. FAS, viết tắt của First Aid Support, hỗ trợ sơ cứu, thành lập vào tháng 9 năm 2019 với 5 tình nguyện viên đầu tiên. Đến nay, sau 4 năm hoạt động, đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel đã có hơn 150 tình nguyện viên và hơn 1.000 người trong mạng lưới báo tin. Đã có khoảng 17.000 trường hợp nhận được sự hỗ trợ từ FAS Angel. Thưa anh Phạm Quốc Việt, chúng ta vừa xem lại cái công việc của anh, cái công việc cứu hộ của anh và đội nhóm của mình. Thế thì anh tuyển những cái người vào đội của mình như thế nào?
có những điều kiện cụ thể gì không? Có nhiều người họ nói với tôi rằng là có lẽ vào trong cái đội cứu người này cần phải có chứng chỉ về học y hoặc là ngành y hoặc là làm gì đó liên quan đến y tế. Thế nhưng mà đối với tôi thì tôi lại nói rằng như thế này, nếu như các em không phải là ngành y, các em cũng không chỉ là những người xe ôm bình thường thôi hoặc là những người nông dân bình thường thôi, người nhà của chúng ta không may gặp nạn, chúng ta có chờ những người có chứng chỉ về ngành y đến cứu họ không? Thế thì các bạn bảo không, vì đó là người thân của mình thì mình phải cố gắng. Dạ. Đúng vậy, anh hay FBS Angel hay tất cả những tình nguyện viên của FBS Angel đều coi những nạn nhân giống như người thân của mình để cứu họ. Và rồi họ mới hiểu ra một điều đó là bất cứ ai, bất cứ người nào cũng được đón nhận vào FBS Angel. Kể cả bạn học ngành y hay không học ngành y, bạn là xe ôm, thợ điện nước, đồng nát, chúng tôi cũng có. Nhưng mà nó phải có những điều kiện nào chứ? Hoặc là vào rồi thì phải được đi học để có kỹ năng như thế nào ạ? Điều kiện của tôi chỉ đơn giản là các bạn sẽ phải rèn luyện ít nhất 1 tháng và phải cứu được ít nhất 30 người một với tháng. Sự giám sát của lực lượng đội viên hoặc là những người mà đang công tác trong lĩnh vực y. Thì ở trong đội của Việt có một số các bạn làm bác sĩ đang công tác trong viện, các bạn cũng tình nguyện tham gia. Có người vừa làm bác sĩ nhưng mà vừa lái xe, vừa sơ cứu, vừa là trưởng vùng lãnh đạo khoảng 10 người. Thế nhưng mà họ vẫn nỗ lực hết mình để làm sao khi mà rời khỏi bệnh viện thì có thể thương thuyết với vợ rằng là cho anh đi cứu hộ. Và anh còn nói rằng là các đội viên, các tình nguyện viên thì cứ đi lang thang để xem rằng là ở đâu có tai nạn thì mình cứu. Nhưng mà tôi nghĩ là ngoài cái việc mà mình tự chủ động đi lang thang như vậy thì chắc là đội của anh cũng phải có những kết nối với các cơ quan hành chính, các cơ quan an ninh, để ví dụ như là ở đâu có một vụ việc thì người ta gọi ngay cho mình, đúng không ạ? Chúng tôi đã phát gần 30.000 chiếc tem như thế này. Gần 30.000 chiếc tem như thế này. Ghi rất rõ là đội hỗ trợ sơ cứu FPS Angel, sơ cứu tai nạn, người tai nạn miễn phí. Anh phát ở đường phát phố? Phát trên đường. Dạ. Khi mà mọi người nhìn thấy những hành động của chúng tôi thì mọi người sẽ hỏi rằng là muốn gọi đội thì phải gọi thế nào. Ngoài ra thì đối với báo chí, kênh truyền thông trong suốt 4 năm qua thì chúng tôi có rất nhiều phóng sự và bài viết về cái hành động của chúng tôi. Mọi người cũng lan tỏa rất là nhiều. Ngoài ra nữa thì ở trên trang fanpage Facebook, rồi trên TikTok cũng có một số bạn đăng lên là các bạn ấy quảng bá để làm sao cho mọi người là có thể là nắm được cái số điện thoại hotline này. Và từ đó thì mọi người cũng đã cung cấp được những các hình ảnh qua cái mã QR này. Qua cái mã QR này và rồi là gửi vị trí qua mã QR này nó 100% là chính xác. Ở khu vực đó thì chúng tôi sẽ tiếp cận nhanh hơn và chúng tôi nắm được cái tình hình của nạn nhân thế nào. Và chúng tôi sẽ có những các cái phương án phù hợp hỗ trợ nạn nhân trong vòng 7 phút. Và bây giờ thì số lượng người gọi điện là rất nhiều đúng không ạ? Từ đêm hôm qua đến giờ chúng tôi, tổng đài của chúng tôi nhận được tổng cộng 31 cuộc điện thoại. Trong một đêm? Vâng. Và số cuộc điện thoại đấy, tất nhiên là có những người bị xây sát nhẹ, họ cũng gọi, sợ hãi, họ cũng mong muốn được giúp đỡ. Nhưng cũng có người đã tử nạn. Và trong tất cả những vụ, và trong số 31 người, ví dụ như 31 ca đêm hôm qua, thì chúng ta có thể tính rằng là tối thiểu những vụ va chạm, đã gọi là va chạm tai nạn giao thông, thì chắc chắn sẽ có 2 người. Đấy, thì thường thường là đối với nạn nhân mà bị thương tích thì chúng tôi sẽ căn cứ vào vấn đề là nạn nhân có sử dụng rượu bia chất kích thích hay không, và mức độ chảy máu hay mức độ thương tích nó sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Thì chúng tôi sẽ ưu tiên những cái người nào bị nặng hơn và sẽ hỗ trợ những người đó trước. Ở đây thì tôi có một cái thắc mắc, tên của đội cứu hộ anh là FAS Angel. Dịch ra có nghĩa là gì ạ? FAS có nghĩa là First Aid Support, tức là hỗ trợ sơ cứu ban đầu. Chúng ta thường thường hay nhớ về một cái tên gọi là SOS chẳng hạn. Nó là một tín hiệu khẩn cấp hay là một cái gì đó khẩn cấp. Nhưng đối với FAS Angel thì FAS được nhấn mạnh vào cái công việc đó, tập trung vào công việc đó là sơ cứu ban đầu. Đôi khi là họ bảo tôi nhận được một ca tai nạn rồi, tôi phải phóng thật nhanh, và rồi cuối cùng họ lại chính là nạn nhân chẳng hạn. Chính vì thế nên FAS Angel đã đặt ra những tiêu chí đó là cứu người nhưng phải thực sự an toàn, và cứu người nhưng mà phải đạt được hiệu quả chứ không được gây ra một cái hậu quả khác.
Chính vì thế nên chúng tôi đã gạt bỏ được cái từ SOS và lấy từ FBS, là từ tập trung vào vấn đề là hỗ trợ sơ cứu ban đầu cho nạn nhân. Còn Angel có nghĩa là thiên thần. Tôi dùng một cái hình ảnh để mọi người có thể mường tượng ra rằng là khi mình bị ngã hay khi mình bị rơi vào một hoàn cảnh rủi ro, không hay gặp tai nạn chẳng hạn, thì có một người nào đó sẵn lòng đến giúp đỡ mình, thì họ giống như kiểu là một thiên thần hộ mạng đấy, hay là một một người nào đó độ mạng cho mình, giúp đỡ cho mình trong hoàn cảnh khó khăn đó. Còn đối với những người mà tử nạn thì họ cũng có thể, họ chưa bao giờ họ nói với tôi rằng là họ cảm nhận thế nào, thế nhưng họ đã nắm chặt lấy cái tay của tôi và họ nói rằng là đừng bỏ rơi em. Rồi lúc này họ chỉ còn có chúng ta ở bên cạnh thôi, người thân của họ đang ở đâu đó, người yêu của họ đang ở đâu đó, thì chỉ có chúng ta bên cạnh họ thôi. Thì trong những giây phút cuối cùng đó thì họ sẽ tự cảm nhận ra rằng là đây giống như những thiên sứ ở bên cạnh họ lúc họ ra đi. Và chính vì thế nên cái hình ảnh mà thiên thần được tôi lấy tên là Angel, và cái tên của đội gọi là FAS Angel là một tên hoàn chỉnh. Cái biểu tượng là một thiên thần, thế thì cái nguyên tắc vận hành nó có những cái nguyên tắc đặc biệt gì không? Nguyên tắc của Angel cũng như thế. Chính vì thế nên chúng ta đã có những tôn chỉ trong sáng giống như thiên thần, đó là không bỏ rơi người bị nạn này, không thu phí người bị nạn này, và người nhà người bị nạn là cũng không được thu phí gì hết á. Không tranh cãi với ai ở hiện trường, chúng ta cứ làm là chúng ta cứ làm thôi. Đấy, ai mà muốn tôi giỏi hơn các bạn thì mời bạn vào đây giúp đỡ, tôi sẽ hỗ trợ bạn, giúp đỡ cho người ta, đúng không ạ? Không phân biệt nạn nhân này, tức là người nào sai đúng cũng sẽ được giúp đỡ hết, và không kết án ai cả, tức là dù bạn là người gây ra cái vụ tai nạn đó nhưng bạn bị thương thì vẫn cần chúng tôi giúp đỡ. Nếu như bạn đồng ý, tôi sẽ giúp đỡ bạn. Và năm cái tôn chỉ đó chính là cái bộ xương sống, là cái linh hồn để giúp đỡ cho những thiên thần, giúp đỡ cho những tình nguyện viên phấn đấu trở thành một angel thực sự. 50, có thể gọi là 50. Tôi thì chú ý đến 10, đó là không thu phí. Không thu phí thì chúng ta lấy đâu ra tài chính để mà chúng ta duy trì hoạt động thưa anh? Có một cái câu chuyện rằng là trước đây thì có một nạn nhân, đúng hơn là cậu này, cậu ấy nghĩ quẩn, cậu ấy nhảy từ trên chiếc cầu xuống đường và cậu bị thương rất nặng. Thì đến khi mà được lực lượng FBS Angel đưa vào hỗ trợ thì bệnh viện đó là bệnh viện đó xin phép được giấu tên. Bệnh viện đó nói với tôi là phải chờ người nhà trả phí đóng vào cho nạn nhân thì chúng tôi mới ấy được, chứ bây giờ đang làm cái người nhà bảo không chuyển viện rồi không thanh toán phí cho chúng tôi thì chúng tôi không biết lấy đâu ra để cho vào. Thì bệnh nói rằng là chúng tôi sẽ hỗ trợ cho nạn nhân bước đầu là mấy triệu thì chúng tôi đóng trước, lúc nào người nhà đến trả cho chúng tôi sao cũng được. Thì bệnh viện đồng ý. Thì tôi về tôi suy nghĩ mãi, tôi nói rằng là nếu như bây giờ ai cũng như bệnh viện nọ, rồi ai cũng giống như một vài xe cấp cứu tư nhân rằng là phải chờ người nhà đến để lấy tiền phí vận chuyển, thì ai sẽ là người giúp đỡ nạn nhân? Mà cái sự sống đôi khi nó tính bằng những cái tích tắc rất là nhỏ. Và rồi là cuối cùng tôi đã nói rằng là tất cả những hình ảnh giúp đỡ chúng ta, khi các bạn giúp đỡ mọi người, giúp đỡ người bị nạn, khi các bạn tham gia vào cái đội này, các bạn không có một mục đích duy nhất là làm giàu. Tôi không dạy các bạn làm giàu, tôi chỉ dạy các bạn đi cứu người thôi. Chính vì thế chúng ta sẽ áp dụng quy tắc không thu phí là một trong những nguyên tắc mà tôi được đặt lên hàng đầu đối với tình nguyện viên. Nếu như tôi phát hiện ra bất cứ một tình nguyện viên nào nhận bất cứ kể cả một đồng tiền bồi dưỡng nào đó của người thân, người nhà bệnh nhân thì tôi sẽ cho ngay lập tức sẽ cho ra khỏi đội và không cần phải suy xét thêm. Nhưng mà thế thì đội lấy đâu ra quỹ tài chính để hoạt động? Có ai tài trợ, hỗ trợ gì không ạ? FAS Angel thì lúc ban đầu cũng rất là khó khăn. Thì vào thời điểm năm ngoái thì tôi đã quyết định đưa FAS Angel vào một cái nó giống như kiểu là một mô hình tự cung tự cấp. Đó là gì? Tôi sẽ thành lập ra một trạm cứu hộ về sửa chữa xe tai nạn, sửa chữa xe máy và phục vụ chủ yếu cho khách và tình nguyện viên. Đôi khi tình nguyện viên mà hỏng xe các bạn đi sửa hết cả triệu bạc thì tôi sẽ mở ra vừa dạy nghề cho những bạn nào muốn học nghề sửa chữa và vừa có thể phục vụ được những người mà bị nạn mà không may họ
họ muốn sửa chữa ở một cái cửa hàng nào đó uy tín hoặc là không bị chặt chém chẳng hạn, sau tai nạn thì họ cũng có thể tin tưởng. Và một phần khác thì cái cửa hàng đó cũng đã tạo ra doanh thu và đóng góp ngược lại vào quỹ. Rồi những mạnh thường quân họ để ý thấy những hoạt động của chúng tôi trên truyền thông, báo chí. Ví dụ như gần đây nhất thì có ca sĩ Mỹ Tâm ủng hộ cho chúng tôi 200 triệu để vận hành. Và mặc dù là hàng tháng chúng tôi phải chi tiêu tới tận 50 triệu cho đến thời điểm tại. Có thể như sau vụ cháy Hương Hạ chúng tôi phải chi đến gần 91 triệu để bù lại các vật tư đã tiêu hao rồi, các vật tư hỏng hóc, quần áo. Thế nhưng mà tôi thấy rằng là sau này thì phóng sự, báo chí, truyền thông, truyền hình đã nói về chúng tôi rất nhiều. Thì mọi người luôn luôn ở các mạnh thường quân hay nhà hảo tâm ở trên cộng đồng thấy chúng tôi có khó khăn thì đều gửi về cho chúng tôi hàng tháng. Có nhiều người cứ mùng một hàng tháng là họ sẽ gửi tặng cho chúng tôi để gọi là giống như một cái gì đó mình công đức. Và rồi là chúng tôi cũng đã bớt đi một chút một phần nào khó khăn mà mặc dù là mang tiếng là giám đốc của FBS lên rồi nhưng mà 6 năm nay vẫn không có đồng lương nào. Vâng. Thế anh bây giờ anh có sống bằng cái nghề gì nữa không? Tôi chỉ có làm công việc quản lý chính ở cửa hàng và trực tiếp là người sửa xe cho những người bị tức là những người khách hàng ở cửa hàng. Và ngoài ra thì tôi cũng có làm một vài công việc thêm từ các cái sở trường của tôi, đó là tôi làm về dựng phim và một số các cái vấn đề khác nữa. Tôi chỉ dựng thuê cho người ta thôi chứ tôi chưa bao giờ dựng phim cho chính FBS Angel cả. Bởi vì là FBS Angel đôi khi cũng muốn quay lại những cái thước phim mà chúng tôi cứu hộ trực tiếp ở đâu đó để đăng lên mạng, nhưng sau đó thì khi mà tôi cân nhắc tôi thấy rằng là chẳng ai muốn là mình đăng lúc xấu xí nhất mình bị đăng lên. Vâng. Và ở trên cái name card mà anh dơ ra lúc nãy đó thì hình như là cũng có cái mã quét tài khoản đúng không ạ? Để ai mà muốn ủng hộ thì có thể quét vào đấy, có phải không ạ? Cái quét QR đó nó chỉ là một cái nhóm nhận báo tin. Tức là khi mà anh quét trên cái QR đó thì anh sẽ thấy rằng là anh sẽ vào vào một cái nhóm và anh chỉ cần gửi thông tin là vị trí, nơi xảy ra, hình ảnh, và nếu như mà anh đủ bản lĩnh hơn đó thì anh có thể tiếp cận gần cái vết thương của nạn nhân. Cái vết thương nào nghiêm trọng nhất, anh cho là nghiêm trọng nhất, anh sẽ chụp cái vết thương đó gửi cho chúng tôi thì ngay lập tức chúng tôi đã biết là mình phải làm gì. Có nhiều trường hợp nạn nhân đã được cứu sống nhờ mọi người chụp vào cái vết thương, biết chụp vào cái vết thương nghiêm trọng và tôi đã hướng dẫn trực tiếp họ lấy tay bịt vào đấy cho họ, chứ nếu không bịt vào đó máu nó sẽ chảy ra và trong khoảng thời gian 7 phút chúng tôi đến thì chắc chắn nạn nhân sẽ tử nạn. Thì thông thường là tôi sẽ hướng dẫn trực tiếp cho những người hiện trường và tôi khi mà tôi đến thì tôi thấy họ đã làm theo đúng những gì mà tôi hướng dẫn. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị xem một phóng sự nói về cuộc sống đời thường của anh Phạm Quốc Việt. Thì đây, các vùng nhóm trưởng đây, hôm nay là vùng đoàn. Lúc đầu thì mình cũng chỉ tham gia là để tìm hiểu thôi. Khi mà tham gia vào thì mình thấy những cái hành động nó xuất phát từ tâm và làm một cách hết sức là tự nhiên và làm bởi những người rất là bình thường của xã hội. Sau mỗi một lần mà mọi người đi mà giúp đỡ được những người bị nạn thì mọi người lại càng cảm thấy có động lực hơn, mang được một cái mình gọi là một cái niềm vui nhỏ nhỏ hoặc là niềm an ủi nhỏ đối với những người bị nạn trên đường mà mình gặp. Tôi không muốn họ phải cảm ơn bằng hình thức vật chất, những tin nhắn cảm ơn. Tôi muốn họ hãy giữ lời cảm ơn đó trong lòng bạn và dùng lời cảm ơn đó để giúp đỡ người khác. Với những cái hành động của mình và đội của mình nữa thì anh Phạm Quốc Việt đã được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao huân chương. Cụ thể thì đó là huân chương dũng cảm, đúng không ạ? Dạ. Anh cảm xúc thế nào khi mà nhận được phần thưởng to lớn đó? Lúc ở vụ cháy Hương Hạ thì ban chỉ huy các cấp có khen tôi rằng là đây là một người dũng cảm nhất trong đêm này. Dạ. Và tôi cũng
chỉ mỉm cười thôi. Chứ thực chất rằng là ngày hôm đó tôi đã bắt đầu bị ám ảnh, tôi đã bắt đầu bị tâm lý xáo trộn, là tôi cũng không biết tôi nên vui hay tôi nên buồn. Đấy, sau đó là khi tôi rời khỏi thì có được rất nhiều các cấp ban ngành điện thoại đến, gọi là vừa là chia sẻ, vừa cảm ơn, vừa nói động viên. Hình như là các cấp cũng đã biết rằng là tôi đang bị tâm lý. Yeah. Thế rồi là trong một khoảng thời gian sau, tôi rất là bất ngờ khi lãnh đạo các cấp đã quyết định đề xuất nên Thủ tướng Chính phủ cũng như là Chủ tịch nước là để tặng cho tôi cái huân chương dũng cảm. Mà theo tôi được biết là năm ngoái thì có một anh cứu hỏa cứu được 4 người ở bãi biển được tặng huân chương dũng cảm, và năm nay là có tôi và một chú bảo vệ nữa. Chỉ có tôi và anh cứu hỏa năm ngoái là hai người còn sống duy nhất của huân chương dũng cảm. Tôi thật là vinh dự khi mà mình còn sống để nhận được cái huân chương, có được gọi là trao tặng huân chương. Còn đại đa số những người khác thì là truy tặng. Thì đây cũng là một trong những cái sự vui vẻ lớn nhất, và cũng là một trong những điều hạnh phúc nhất mà có lẽ là cả cuộc đời tôi cũng chỉ mong là mình trải qua được một lần thôi. Bởi vì những cái lần giống như Khương Hạ, nó là một trong những lần đau đớn quá. Nó là những cái lần mà làm cho con người ta cảm thấy sự mất mát nó quá nhiều. Và cái huân chương dũng cảm này cũng là một trong những cái mà nó đi vào dấu ấn trong suốt cuộc đời của tôi trước đây và sau này. Đó là một niềm tự hào mà không chỉ riêng tôi, và tất cả mọi người trong đội của tôi, hay là trong gia đình tôi, con gái tôi, hay là mọi người làng xóm láng giềng đều đến mà chung vui với tôi. Tôi chưa bao giờ hạnh phúc được hơn thế. Phải nói rằng những câu chuyện cứu người của anh xuất phát đầu tiên từ việc là mình bị bỏ rơi đã. Và sau cái lần bị bỏ rơi đó thì có một bước ngoặt ở trong tâm thức của anh để anh làm một công việc cứu người vì con người. Tôi thấy rằng là ở đây đó thì nó gặp cái tư tưởng là từ bi vì người khác trong giáo lý nhà Phật. Không biết rằng trong đời sống của mình anh có ảnh hưởng hoặc là chịu tác động từ những giáo lý của Phật giáo, từ bà mình, bố mình, mẹ mình, hay là môi trường xung quanh của mình không? Thì tôi học được, ví dụ như ở Đức Phật thì tôi học được rằng là người biết tha thứ cho người, chính cái người mà đã hãm hại mình, đã hãm hại mình, và ngài rất vui vẻ khi biết là mình đã tha thứ cho cái người đó và người ta cũng đã sám hối. Và rồi tôi đã học được cái sự gọi là tha thứ và hy sinh, cũng như là yêu thương người khác, dù họ là kẻ thù của mình đi chăng nữa, nhưng vẫn yêu thương họ đến cùng. Từ đó thì tôi thấy rằng là lòng mình thanh thản hơn, vui vẻ hơn, giống như là những người trước đã nói rằng là hãy noi gương Phật, hãy noi gương những vị thánh nhân, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Và đó là một trong những cái mà tôi sẽ nỗ lực đến cùng khi tôi còn sức, và tôi chắc chắn tôi sẽ còn làm. Xin cảm ơn anh Phạm Quốc Việt. Và có lẽ đấy cũng là những thông điệp hết sức là nhân văn anh chia sẻ và lan tỏa trong chương trình Bước Ngoặt Cuộc Đời ngày hôm nay. Xin cảm ơn anh. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn nhà tài trợ Tôn Hoa Sen. Chúng tôi nghĩ rằng những câu chuyện vì người, cứu người của những người như anh Phạm Quốc Việt ngày hôm nay giống như những lời ca rất là đẹp đẽ vang lên trong đời sống của chúng ta, và chúng ta tin yêu cuộc đời hơn vì luôn luôn còn những lời ca như thế. Xin chào và hẹn gặp trở lại vào những chương trình tới đây. Hoa Sen Home, sản phẩm được bảo chứng chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen.